Sáng ngày 13 tháng 3, Hội nông dân xã Nhân Hội tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Lãnh đạo Hội nông dân huyện An Phú, cấp ủy chính quyền xã cùng 60 đại biểu chính thức đại diện cho 269 hội viên nông dân trong toàn xã tham dự. Trong nhiệm kỳ qua, bám sát sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Hội nông dân huyện An Phú và Đảng ủy xã Nhân Hội, Hội nông dân xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, đoàn kết thống nhất, chủ động vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu chủ yếu mà nghị quyết nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra. Điển hình, trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hàng năm, Toàn xã có trên 200 hội viên nông dân đăng ký thi đua và đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Bên cạnh, trong nhiệm kỳ, hội phối hợp cùng các ngành chuyên môn tổ chức được 25 lớp tập quấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất lúa, nuôi lương, trồng nấm cho 610 lượt nông dân. Đến nay, hội nông dân xã đã nhận ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội 8,4 tỷ đồng cho 454 hộ dây vốn đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trang thiết bị sản xuất nông nghiệp hiện đại, góp phần nâng cao giá trị sản xuất với chủ đề Hội nhập, liên kết, phát triển bền vững nhiệm kỳ 2023-2028, Hội nông dân xã phấn đấu 90% hội viên nông dân được tuyên truyền phổ biến chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết của hội, 100% chi hội đạt vững mạnh. Hàng năm, tổ chức tập quấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 65% hội viên nông dân, phấn đấu mỗi chi hội ấp thành lập thêm một tổ hợp tác. Với tinh thần đoàn kết thống nhất cao, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào ban chấp hành Hội nông dân xã Nhân Hội nhiệm kỳ 2023-2028 và 5 đại biểu đi dự đại hội đại biểu Hội nông dân huyện An Phú. Nhân dịp này, Hội nông dân huyện An Phú trao tặng giấy khen cho 4 tập thể và Ủy ban nhân dân xã Nhân Hội tặng giấy khen cho 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023.